Hello mọi người, hôm nay Trâm sẽ chia sẻ cho mọi người á về bộ đôi sữa tắm và dầu gội bồ hờ ngon xa. Thì mình sử dụng sản phẩm này được 1 tháng rồi và cảm nhận được là rất là ưng luôn. Về cái dầu gội Monsa này á, thì mình cảm nhận là tóc của mình nó mềm mượt hơn trước và nó không có còn tình trạng mà gãy rụng nữa. Mặc dù là mình dùng các phương pháp về làm tóc rất là nhiều. Còn riêng á, về cái dòng sữa tắm bồ hờ Monsa này á, thì mình thấy là da của mình á, nó trắng sáng, mềm mịn, cũng như là các bụi bẩn nó được lấy đi một cách nhanh chóng nhất. Nên là Trâm rất là ưng về bộ đôi dầu gội và sữa tắm Monsa này luôn. Nếu mà bạn nào muốn có mái tóc mềm mượt và làn da mịn màng á, thì hãy tin dùng Monsa cùng với Trâm nhé.